mừng được gặp lại quý vị khán giả trong chương trình Món Ngon Mỗi Ngày. Quý vị khán giả ơi, nhưng bây giờ chúng ta sẽ cùng vào bếp và gặp gỡ với đầu bếp Văn Thành. Anh Thành, anh đang làm gì vậy? Anh đang chuẩn bị các loại nấm để cho món ăn mình quay ngày hôm nay đó em. Trời ơi, dễ thương quá. Anh biết không, em thích nhất là ăn nấm đó. Nấm rất ngon nè, rất bổ, tốt cho sức khỏe cực kỳ luôn. Đúng rồi, nấm có tiềm năng chữa bệnh rất là cao vì có chứa nhiều chất chống oxy hóa và giúp phòng ngừa chứng viêm khớp, bệnh tim và ung thư. Ngoài ra, nấm còn làm giảm nguy cơ bệnh lão hóa của những người lớn tuổi nữa các bạn. Chà, tuyệt vời quá. Đây nè, em còn thấy đây có nấm linh chi nè, có nấm bào ngư nè. Hai cái loại nấm này hình như là rất là bổ, có thể chữa được bệnh thiếu máu nè, bệnh cao huyết áp nè, rồi còn rất là nhiều những bệnh khác nữa. Chính xác. Với cái rổ nấm này thì chắc là mình sẽ ăn lẩu nấm. Không đúng. Sao vậy? Món ngày hôm nay sẽ là một món chay mà nguyên liệu chủ đạo là các loại nấm. Và ngoài ra chúng ta còn sử dụng thêm đậu hũ chiên giòn, rất là hấp dẫn. Món này có tên gọi là đậu hũ sốt nấm. Để cho khẩu phần 4 người ăn, các bạn cần phải chuẩn bị 2 miếng đậu hũ chiên giòn, nấm rơm, nấm linh chi, nấm đông cô tươi, nấm mỡ, nấm bào ngư, ớt, baro. Ngoài ra gia vị chúng ta sử dụng dầu ăn, dầu mè, bột năng, bơ phe, Ajinomoto và một loại gia vị đó là nước tương Lisa. Để đốt giai đoạn chúng ta sẽ chiên lại đậu hũ trước nha các bạn. Các bạn lưu ý chúng ta nên sử dụng loại đậu hũ chiên rồi và khi chúng ta chiên lại sẽ có độ giòn hơn và tiết kiệm được thời gian. Đây em sẽ nhìn nha. Trong thời gian đó anh sẽ cắt đậu hũ. Vậy là mình sẽ mua đậu hũ đã chiên rồi. Như vậy thì khi mình chế biến lại thì nó sẽ giòn và thơm ngon hơn. Đúng vậy. Và tiếp theo là chúng ta sẽ làm sạch các loại nấm và cắt miếng vừa ăn. À, dầu sôi rồi nè, em cũng bỏ đậu hũ vô chiên nha. À, dầu nóng rồi em bỏ đậu hũ vô chiên anh nha. Em trở cho mặt nó vàng đều, nó giòn nha. Rồi. Trong khi đó anh sẽ cắt tiếp các loại nấm này. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ cắt bò rô. Sau đó chúng ta băm nhỏ nha. Ớt chúng ta cũng băm nhuyễn nha các bạn. Các bạn nên bỏ hột ớt, tại hột ớt ăn không có tốt. Nó không có tiêu được, người ta dễ bị bệnh. Nhất là cái đường ruột của mình á. Đậu hũ chắc là được rồi nè. Đậu hũ được rồi, em vớt ra nha. Rồi. Để cho nó ráo dầu. Bây giờ em giúp anh bỏ đậu hũ ra dĩa nha. Rồi, em sẽ bỏ ra sắp cho nó đẹp rồi để anh làm cái số nấm này lên trên mặt. Dạ, đồng ý. Chúng ta sẽ sử dụng bơ để xào. Thì các bạn nên nhớ đừng có để chảo nóng quá. À, té ra cái bơ lúc đầu anh giới thiệu trong nguyên vật liệu là để xào hả? Ừ. Sao mình không dùng dầu ăn như bình thường mà mình lại dùng bơ? Dùng bơ thì món ăn nó sẽ thơm hơn và ngon hơn. Quý vị khán giả thân mến, mỗi người thì có một sở thích khác nhau. Quý vị có thể dùng dầu ăn hoặc dùng bơ để chế biến món này cũng được. Nhưng theo như kinh nghiệm của đầu bếp Văn Thành, nếu dùng bơ thì món ăn của chúng ta sẽ thơm hơn. Khi bơ vừa tan chảy thì các bạn cho bơ vào để chúng ta phi thơm. Anh Thành nói đúng á, có cái mùi thơm thơm của bơ. Rồi bơ nó vừa thơm này, các bạn cho tiếp các loại nấm vào. Chúng ta sẽ cho cái nấm đông cô vào nè, các loại nấm dày ha. Nấm rơm nè. Nấm rơm nè. Rồi sau đó chúng ta sẽ cho nấm linh chi vào. Nấm linh chi vào cuối cùng. Và cho một miếng ớt vào nha. Rồi có màu sắc đẹp rồi. Chúng ta sẽ nêm vào một muỗng nước tương Lisa nhé các bạn. Một muỗng nước tương Lisa. Ajinomoto. Ajinomoto. Một chút dầu mè cho thơm. Đúng rồi, dầu mè thì rất là thơm nè. Bây giờ chúng ta sẽ xào nấm. Các bạn nhớ là xào nấm rất là nhanh, khi nấm vừa dính tới là được. Nếu chúng ta xào lâu quá thì nấm sẽ ra nước nhiều và bị mềm, sẽ không ngon đâu. Quý vị khán giả thân mến, chúng ta chỉ xào nấm vừa chín tới mà thôi. Bởi vì nấm là thực vật mềm, cho nên nếu chúng ta xào chín quá thì nấm sẽ không còn giòn ngọt rồi. Và sẽ bị ra nhiều nước. Chúng ta sẽ cho vào một chút bột năng để có cái độ sệt. Và là cái sốt nấm thì phải có độ sệt, nó nhìn nó mới hấp dẫn các bạn. Cái bột năng lúc nãy anh đã hòa với nước rồi. Anh đã hòa với nước sẵn rồi đây. Rồi một chút thôi. Rồi một chút thôi. Đấy, cái này. Rồi bây giờ chúng ta sẽ trang trí thêm một chút ớt lên trên mặt nó đẹp nhé. Bây giờ anh sẽ trang trí thêm cái này cho món ăn nhìn rất hấp dẫn này. Wow,
Anh Thành khéo tay quá. Cái này chắc cũng không khó tỉa lắm ha. Ừ. Đẹp quá hả? Anh thấy dễ thương không? Dạ. Ừ. Bây giờ anh sẽ mời em dùng thử đây, định chất lượng món chay này như thế nào nhé. Dạ. Em thử nha. Ăn đậu hũ trước nè. Ngon quá. Anh thấy sao? Anh Văn Thành và quý vị khán giả có biết không, cảm giác của Minh Châu lúc này là rất là thú vị với món ăn đậu hũ sốt nấm. Bởi vì đây là một món ăn thanh đạm nè, nhưng không kém phần, lạ miệng và đẹp mắt nữa. Bên cạnh đó thì rất là dễ thực hiện và các nguyên vật liệu cũng rất là dễ tìm kiếm. Đó cũng chính là tiêu chí của chương trình Món Ngon Mỗi Ngày đó quý vị. Quý vị và các bạn sẽ thành công với món đậu hũ sốt nấm. Và quý vị cũng đừng quên, tất cả những người thực hiện chương trình Món Ngon Mỗi Ngày vẫn luôn luôn mong muốn nhận được những ý kiến đóng góp của quý vị, cũng như nhận được những sự chia sẻ của quý vị qua số hộp thư 276 Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, hoặc gọi điện thoại về Trung tâm Tư vấn Khách hàng Công ty Ajinomoto, số điện thoại 061-882-6188. Minh Châu và đầu bếp Văn Thành xin được nói lời chào tạm biệt với quý vị khán giả. Chúng ta sẽ cùng gặp nhau trong những chương trình tiếp theo.